Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ bảy ngày 6 tháng 4 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa với các nội dung chính sau đây. Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cam Ranh tăng cường vốn tín dụng đến các đối tượng chính sách. Công an huyện Quảng Ninh ban giao tài sản mất trộm cho du khách. Sau đây là nội dung chi tiết. Trường Trung cấp Du lịch Kỹ thuật Cam Ranh được thành lập theo quyết định số 373 QĐUBND ngày 2 tháng 2 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Văn Thiệu đã đến dự lễ công bố quyết định thành lập trường, sự hợp nhất hai nhà trường nhằm tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trường Trung cấp Nghề Du lịch Kỹ thuật Cam Ranh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Trung cấp Nghề Cam Ranh và Trường Trung cấp Nghề Cam Lâm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, Trường Trung cấp Nghề Cam Ranh đã có hơn 17 năm, Trường Trung cấp Nghề Cam Lâm có hơn 14 năm hình thành và phát triển. Với 11 nghề đào tạo các hệ trung cấp, sơ cấp và giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, lưu lượng hàng năm có thể lên đến gần 1.900 học sinh, học viên. Về đội ngũ, với 77 người, 100% cán bộ giáo viên đều đạt và vượt chuẩn. Nhà trường phấn đấu trở thành trường trung cấp đào tạo các ngành nghề trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực, du lịch và kỹ thuật gắn liền phát triển kinh tế xã hội tại khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, thành phố Cam Ranh có định hướng phát triển thành đô thị du lịch, logistics, huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái đẳng cấp quốc tế. Tại buổi lễ, nhà trường đã tiến hành lễ ký kết với doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo và tuyển dụng, tạo việc làm cho học viên, sinh viên khi ra trường. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Văn Thiệu đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm về việc triển khai kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tại buổi làm việc, Sở Y tế tỉnh đã báo cáo về các trường hợp ngộ độc thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay, nhất là vụ ngộ độc thực phẩm tại phường Vĩnh Trường diễn ra vào ngày 5 tháng 4. Đồng thời thông báo dự thảo kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Theo dự thảo, mục đích tháng cao điểm nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Đối tượng kiểm tra các cơ sở thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện, trong đó tập trung các cơ sở giết mổ gia cầm, cơ sở chế biến kinh doanh sản phẩm thực phẩm từ gia cầm. Kết luận tại buổi làm việc, ông Đinh Văn Thiệu đề nghị các địa phương cùng sở ngành có liên quan cần xác định công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là nhiệm vụ thường xuyên. Do đó, các địa phương cần khẩn trương rà soát, ban hành kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch kiểm tra liên ngành. Tuy nhiên, công tác kiểm tra sẽ được duy trì thường xuyên trong cả năm 2024. Triển đối với tháng hành động vì an toàn thực phẩm sẽ bắt đầu triển khai từ ngày 8 tháng 4. Đồng thời yêu cầu các địa phương, sở ngành chức năng cần lưu ý tăng cường hơn nữa công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức và hành vi của người tiêu dùng, người kinh doanh thực phẩm. Trước tình trạng học sinh bị ngộ độc thực phẩm, nhiễm ký sinh trùng, các bệnh lây qua đường tiêu hóa gây lo lắng cho gia đình học sinh và bức xúc trong dư luận xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc và các đơn vị trực thuộc sở thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh trường học, đồng thời tăng cường triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở giáo dục năm 2024, cụ thể như sau. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về việc đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm, nguồn nước sinh hoạt và các khâu chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm trong các nhà trường có bếp ăn bán trú. Tăng cường vệ sinh trường học, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương trong việc giáo dục hướng dẫn trẻ em, học sinh thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Phối hợp các cơ sở y tế tăng cường kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các trường học, phát hiện xử lý kịp thời các vi phạm về an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh trong trường học. Kịp thời phát hiện và chủ động báo cáo chính quyền địa phương, kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở cá nhân kinh doanh thực phẩm gần khuôn viên trường học không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, tổ chức ứng phó, xử lý, khắc phục hậu quả khi có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại đơn vị. Khi có trường hợp, sự việc nghiêm trọng xảy ra tại các cơ sở giáo dục, báo cáo về Sở Giáo dục Đào tạo để nắm tình hình và có hướng chỉ đạo xử lý. Người đứng đầu các cơ sở giáo dục hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong quá trình tổ chức ăn bán trú do nhà trường quản lý. Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, tích cực tham mưu lãnh đạo chính quyền địa phương trong việc giải tỏa các quán hàng rong trước cổng trường nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và mỹ quan nhà trường. Cục Thú y Việt Nam và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO đã kêu gọi cộng đồng cần cảnh giác với khả năng lây nhiễm virus cúm gia cầm độc lực cao khi phát hiện chủng virus AH5N1 tái tổ hợp trên gà và ngan thông qua giám sát chủ động tại Việt Nam. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương huy động nguồn lực, sự tham gia của các sở ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội để bố trí kinh phí, nhân lực để thực hiện các hoạt động phòng chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ đàn vật nuôi, đảm bảo nguồn cung cấp thức ăn gia cầm an toàn, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu và sản phẩm gia cầm. Dự báo nhu cầu phụ tải sẽ tăng cao trong mùa nắng nóng năm nay, Bộ Công Thương đã yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các đơn vị ở các khâu phát điện, truyền tải, phân phối quyết liệt triển khai 6 nhóm giải pháp đảm bảo cung ứng điện. Để chuẩn bị cho công tác cung ứng điện năm 2024, ngày 30 tháng 11 2023, Bộ Công Thương đã phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 với kịch bản điều hành theo dự báo nhu cầu phụ tải tăng trưởng 9,15%. Tiếp đó, Bộ Công Thương đã chỉ đạo và phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện riêng cho các tháng cao điểm mùa khô từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2024 với kịch bản nhu cầu phụ tải tăng trưởng cao 9,6%. Tuy nhiên, thực tế, tính đến hết ngày 25 tháng 3, lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, nhu cầu phụ tải đã tăng đến khoảng 11,4% so với cùng kỳ năm 2023. Theo Bộ Công Thương, trong đợt cao điểm mùa khô năm nay, tăng trưởng phụ tải điện nhiều khả năng sẽ tăng cao hơn so với kịch bản được dự báo từ cuối năm 2023. Trên cơ sở tính toán cập nhật của EVN, Bộ Công Thương sẽ rà soát cập nhật lại kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024 và quyết liệt triển khai 6 nhóm giải pháp đảm bảo cung ứng điện. Đồng thời, Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương, đơn vị, người dân, doanh nghiệp triệt để thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, nhất là nhóm khách hàng sản xuất có mức tiêu thụ điện lớn. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, cùng với chính sách chung của tỉnh, thành phố Cam Ranh đã và đang nỗ lực triển khai đưa chính sách tín dụng ưu đãi đến với hộ nghèo, các đối tượng chính sách, từ đó giúp người dân được tiếp cận với nguồn vốn đầu tư, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, sau đó giảm nghèo. Trong quý I năm 2024, nguồn tín dụng ưu đãi này lại tiếp tục được đưa đến với nhiều hộ dân, tạo nguồn lực để giúp hộ nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định đời sống. Sau thời gian cùng cơ quan chức năng tiến hành rà soát xác minh trường hợp có nhu cầu vay vốn theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, ngay trong quý 1, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cam Ranh đã giải ngân nguồn vốn cho người dân đầu tư sản xuất. Nhờ nguồn vốn ưu đãi này, những người từng một thời lầm lỡ xóa bỏ mặc cảm, có cơ hội gây dựng cuộc sống mới, qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội. Em cảm ơn nhà nước đã tạo điều kiện cho em tái hòa nhập cộng đồng. Cái này em vay về em đầu tư làm ăn để hòa nhập được với cộng đồng. Em về em nuôi tôm rồi có sau này bán tôm lớn bán cái lời thì có tiền trang trải cuộc sống. Theo đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cam Ranh, nhu cầu vốn vay của các đối tượng chính sách trong những tháng đầu năm 2024 là rất lớn. Doanh số cho vay trong quý 1 đạt trên 50 tỷ đồng, góp phần đưa tổng dư nợ đạt trên 590 tỷ đồng, tăng hơn 7,6 tỷ đồng so với đầu năm 2023 với 12.961 hộ vay. Nguồn vốn tập trung nhiều nhất ở các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho vay giải quyết việc làm, cho vay học sinh, sinh viên. Từ nguồn vốn được vay, các hộ nghèo, đối tượng chính sách đã đầu tư cho sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi trồng trọt, xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường phục vụ đời sống, xây dựng nhà ở. Thấy rất là vui. Hồi trước kia thì ở cái nhà chòi như là giống như là nói chung là cái bên ở hai cái bên nó lại tôn không à, rồi lập sợp lắm. Nói chung là mưa gió rồi cũng sợ lắm.
Bây giờ có nhà nước làm hỗ trợ thì nó mừng. Cũng mưa gió đâu cũng an toàn. Để đưa chính sách tín dụng kịp thời đến với hộ nghèo, các đối tượng chính sách, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố đã phối hợp với chính quyền địa phương, đoàn thể tổ chức rà soát nhu cầu vay vốn và họp bình xét để giải ngân vốn mới, thực hiện phân bổ nguồn vốn các chương trình tín dụng đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy hiệu quả nguồn vốn, chú trọng công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn, tăng cường kiểm tra giám sát, hướng dẫn giúp người dân sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay. Đồng thời, ngân hàng đã huy động tiền gửi tiết kiệm đạt hơn 65 tỷ đồng nhằm đảm bảo nguồn vốn để đưa đến các hộ vay. Trong vòng 30 ngày thì sau khi giải ngân thì ngân hàng hội đoàn thể nhận ủy thác sẽ tiến hành kiểm tra món vay đó, thì song song với riêng đối với cho vay chấp hành xong án phạt tù, đối với người chấp hành xong án phạt tù thì ngân hàng cũng như là công an địa phương cũng theo dõi quá trình sử dụng vốn của người vay để hướng dẫn cho người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, làm sao để cho nguồn vốn nó được hiệu quả và giúp cho cái người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là cơ hội tiếp sức cho hộ nghèo và đối tượng chính sách có cơ hội vươn lên thoát nghèo. Để chính sách phát huy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm việc bình xét vay vốn, tránh tình trạng các thành viên trong hộ gia đình vay ở nhiều tổ vay chồng chéo, đẩy mạnh việc giám sát và có biện pháp xử lý thu hồi nợ. Đồng thời tích cực tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi của chính phủ, kịp thời phân bổ nguồn vốn tín dụng, trong đó tập trung nguồn lực vào một số ngành nghề phù hợp với thực tế địa phương, từ đó mở ra cơ hội người dân tiếp cận thêm nguồn vốn ưu đãi, tạo sinh kế phát triển kinh tế lâu dài, xóa đói giảm nghèo. Sau 4 ngày làm việc, sáng nay tại thành phố Nha Trang, Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đã tổng kết lớp bồi dưỡng văn học nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, vai trò của sáng tạo, lý luận phê bình và quảng bá cho những người đang hoạt động trên lĩnh vực lý luận phê bình văn học nghệ thuật ở Trung ương và một số địa phương. Đến dự có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương. Lớp bồi dưỡng có sự tham gia của 80 học viên. Tại lớp học, các học viên được các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình, chia sẻ 5 chuyên đề gồm công nghiệp văn hóa Việt Nam, cơ hội, tiềm năng và thực tiễn phát triển, vai trò của văn học nghệ thuật trong sự phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, mỹ thuật và vấn đề thay đổi phương hướng sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của sản phẩm công nghiệp văn hóa. Công nghiệp điện ảnh Việt Nam với việc phát triển các dòng phim và xây dựng thị trường điện ảnh, xây dựng sản phẩm âm nhạc Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa. Kết thúc lớp bồi dưỡng, có 71 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình của Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương. Sáng nay tại Nha Trang, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị tập huấn về nghiệp vụ số hóa và ký số hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công cho gần 100 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại bộ phận một cửa ở các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn triển khai một số nội dung tại thông tư số 01/2023 ngày 5 tháng 4 2023 của Văn phòng Chính phủ, quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa và ký số hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, được phổ biến cách sử dụng các biểu mẫu trong giải quyết thủ tục hành chính, mẫu báo cáo trên cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa, hướng dẫn thao tác tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi, chia sẻ, giải đáp những vướng mắc khó khăn trong quá trình hoạt động thực tiễn tại cơ quan đơn vị, qua đó góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ hành chính công trong quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Ngày hôm nay, tại Trường Trung cấp Du lịch Kỹ thuật Cam Ranh, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Khánh Hòa thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức phiên giao dịch việc làm với sự tham gia của 10 doanh nghiệp tuyển dụng lao động trong và ngoài nước. Có 8 doanh nghiệp tuyển dụng lao động trong nước và 2 doanh nghiệp tư vấn tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tổng nhu cầu tuyển dụng là 668 người ở 62 vị trí việc làm. Các ngành nghề tuyển tập trung ở các lĩnh vực dịch vụ khách sạn, kinh doanh văn phòng xây dựng, chế biến thủy sản, công nhân các ngành may mặc, kỹ thuật điện, quản lý chất lượng. Các đơn hàng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc.
phiên giao dịch đã có 162 người tham gia. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Khánh Hòa và các doanh nghiệp đã tư vấn, hướng dẫn chính sách và giới thiệu việc làm cho người lao động có nhu cầu tìm kiếm cơ hội việc làm. Đã có 117 người tham gia phỏng vấn việc làm, trong đó 46 người được xem xét tuyển dụng ở các vị trí việc làm trong nước. Kết thúc phiên giao dịch việc làm hôm nay, không có lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Sáng nay tại thành phố Nha Trang, Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai giảng lớp biên đạo sáng tác bài nhảy. Trong hai ngày, ngày 6 và ngày 7 tháng 4, hơn 50 học viên đến từ các câu lạc bộ khiêu vũ trên địa bàn tỉnh sẽ được chuyên gia hướng dẫn, truyền đạt nhiều nội dung quan trọng như cách nhận biết thể loại nhạc, nhận biết và đếm bít nhạc, chia tổ hợp động tác theo nội dung tác phẩm, sâu chuỗi động tác, hoàn thành bài biên đạo cá nhân, bài đồng diễn, v.v. Huấn luyện kỹ năng biên đạo và sáng tác bài nhảy là một trong những nội dung hoạt động của Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao tỉnh Khánh Hòa năm 2024. Thông qua lớp đào tạo, Liên đoàn mong muốn trang bị kỹ năng cơ bản về biên đạo và sáng tác bài nhảy cho các huấn luyện viên, chủ nhiệm câu lạc bộ khiêu vũ. Từ đó góp phần làm phong phú hơn nội dung bài nhảy ở các câu lạc bộ, đồng thời giúp các câu lạc bộ chủ động dàn dựng biểu diễn, cũng như thúc đẩy phát triển phong trào bộ môn khiêu vũ thể thao. Giải Taekwondo các nhóm tuổi tỉnh Khánh Hòa năm 2024 diễn ra trong 2 ngày hôm qua và hôm nay tại nhà thi đấu thể dục thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa thuộc tổ dân phố Lợi Hòa, phường Cam Lợi, thành phố Cam Ranh. Giải đấu thu hút hơn 110 võ sinh nam nữ đến từ 6 địa phương gồm thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, các huyện Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa. Các vận động viên được chia thành hai nhóm tuổi từ 10 đến 14 tuổi và từ 15 đến 30 tuổi tham gia hai nội dung thi quyền và đối kháng. Trong đó, thi quyền gồm 6 nội dung, thi đấu theo thể thức tính điểm xếp hạng. Nội dung đối kháng được chia thành 20 hạng cân từ 37kg đến trên 62kg, thi đấu cá nhân theo thể thức loại trực tiếp. Các vận động viên sẽ cạnh tranh 26 bộ huy chương. Được biết đây là giải đấu nằm trong hệ thống các giải thể thao phong trào tỉnh Khánh Hòa do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức. Qua giải đấu này, ban tổ chức giải sẽ có bước kiểm tra, đánh giá chất lượng các võ sinh, từ đó tuyển chọn các võ sinh xuất sắc bổ sung vào lực lượng đội tuyển Taekwondo tỉnh để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị cho các giải quốc gia trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân huyện Vạn Ninh phối hợp cùng tập đoàn Vingroup vừa tổ chức lễ ra mắt các câu lạc bộ thuộc chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh năm 2024 trên địa bàn huyện. Được biết, Vạn Ninh là một trong 4 địa phương của tỉnh triển khai giai đoạn 2 của chương trình. Đến nay, địa phương đã thành lập 33 câu lạc bộ tiếng Anh tại các xã, thị trấn, cơ quan, trường học. Cùng với đó, địa phương sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động của chương trình trên địa bàn huyện như hội chợ tiếng Anh, hội thi Olympic tiếng Anh, hùng biện tiếng Anh, game show đấu trường 100. Việc thành lập các câu lạc bộ nói riêng và triển khai giai đoạn 2 chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh nói chung trên địa bàn huyện Vạn Ninh sẽ góp phần cùng toàn tỉnh đạt được mục tiêu giúp mỗi người dân có thể nói, giao tiếp được bằng tiếng Anh, xây dựng hình ảnh về một Khánh Hòa cởi mở, thanh bình, mến khách. Công an huyện Vạn Ninh cho biết vừa tiến hành làm rõ vụ trộm cắp tài sản của hai du khách người nước ngoài khi đang cắm trại tại khu vực Bãi Dài, thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ. Tài sản bị mất cắp đã được lực lượng công an nhanh chóng bàn giao lại cho hai du khách. Theo đó, sáng ngày 4 tháng 4, Công an xã Vạn Thọ nhận được đơn trình báo của hai du khách quốc tịch Pháp về việc bị kẻ gian lấy trộm tài sản và giấy tờ khi đi cắm trại qua đêm tại khu vực Bãi Dài, thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Vạn Ninh đã khẩn trương tiến hành xác minh điều tra. Qua truy xét, xác định đối tượng gây án là NVC, sinh năm 1987, trú thôn Tây Nam 2, xã Đại Lãnh. Tại cơ quan công an, đối tượng C đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, rạng sáng 4 tháng 4, tại khu vực Bãi Dài, lợi dụng sự sơ hở của hai du khách, C đã lấy túi sách và ví. Sau khi lấy các tài sản gồm 2 điện thoại và 8.500.000 đồng, đem đi tiêu thụ tại thị trấn Vạn Giả. Đối tượng C đã đem các túi sách và ví có giấy tờ bên trong đi cất giấu tại đồi cát khu vực Bãi Dài. Sau khi bắt giữ thủ phạm và thu hồi được các tài sản và giấy tờ, Công an huyện Vạn Ninh tiến hành các thủ tục để trao trả tài sản và giấy tờ bị mất trộm cho hai du khách vào chiều qua. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.